Chùa Bình An thuộc phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Không những thế, những hạng mục hạ tầng như là đèn chiếu sáng, cây xanh và những con nước thải cũng thiếu. Điều này đang khiến người dân tái định cư chưa thể yên tâm được luôn. Mọi vật dụng đều được ông sắm sửa để chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Tuy nhiên, vì không có nơi sinh hoạt, nên gia đình ông vẫn không thể dọn vào nhà mới. Để trả từ cơ dự án về phần tiêu thụ đường sắp dịch thì không có tên. Nhưng mà là chiêu chứ nước ạ. Đó là giải quyết. Không được đầu tư hệ thống nước sạch, người dân tại Bắc nhận được ống dẫn nước tạm bợ như thế này, vừa mất mỹ quan cho một khu tái định cư, vừa không đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân. Nước cung cấp nước sinh hoạt chưa được công chức ở đây tạm ứng được từ một đơn vị thi công với giá hơn 80 năm. Mặc dù giá được nâng cấp, nhưng từ ở nhỏ, nhiều người dân đổ đồ ra để được sinh hoạt nước sửa. Để thực hiện dự án về cổng trường phục vụ chống dịch, thành phố Quy Nhơn đã phải đổi sự tái định cư cho hơn 160 hộ dân. Trong khi người dân ủng hộ chủ trương của nhà nước, nhất là khu vực tái định cư lại chưa đảm bảo hạ tầng, gây khó khăn rất lớn để đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can bắt tạm giam một đối tượng quốc tịch Nga về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Maxim Zhukov là người đã quản lý điều hành 6 công ty hoạt động cho vay lãi nặng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 22 đối tượng là giám đốc, một số trưởng phòng, trưởng nhóm của 6 công ty này. Các công ty đều hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định trên nền tảng trực tuyến tại các trang web như là thần tài o.vn, cây đèn thần tn, v.v. Lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183% một năm, cao nhất là 2.555% một năm, tức là gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất quy định. Tin quốc tế, ứng cử viên thủ tướng hàng đầu của Thái Lan, nhà lãnh đạo Đảng Tiến Bước Pita Liên Trạng Đơn Vắt cho biết ông có đủ sự ủng hộ của thượng viện để trở thành người đứng đầu chính phủ tiếp theo. Ông Pita đưa ra tuyên bố trên chỉ ít ngày trước khi quốc hội khóa mới của Thái Lan triệu tập phiên họp đầu tiên. Điều ông Pita có đủ sự hỗ trợ hay không vì đề xuất gây tranh cãi của Đảng Tiến Bước về sửa đổi luật khi quân của Thái Lan. Đảng Tiến Bước đang trong quá trình giải thích quan điểm của họ với các thượng nghị sĩ trước bỏ phiếu quốc hội vào tháng 7. Sửa đổi luật cho phù hợp với bối cảnh xã hội không phải là một việc gì đó sẽ ngăn cản sự hiện diện của chính phủ. Liên minh gồm 8 đảng do Đảng Tiến Bước để trở thành thủ tướng, ông Pita cần tập hợp ít nhất 376 phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu chung tại quốc hội gồm 500 nghị sĩ và 250 thượng nghị sĩ. Sau khi triệu tập phiên họp vào ngày 3 tháng 7, quốc hội Thái Lan dự kiến sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng vào ngày 13 tháng 7. Nhật Bản đã công bố quyết định đưa Hàn Quốc trở lại danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy sau khoảng 4 năm hạ thấp. Bộ Thương mại Nhật Bản đã đưa Hàn Quốc về lại nhóm A trong danh sách trắng các đối tác thương mại đáng tin cậy, đồng nghĩa với việc dành cho Seoul các ưu đãi về xuất khẩu. Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 tới. Động thái này đánh dấu nỗ lực mới nhất làm tan băng trong quan hệ giữa hai nước láng giềng. Tháng 3 vừa qua, hai bên đã ký cam kết khôi phục quan hệ thương mại sau khi Hàn Quốc công bố kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân lao động cưỡng bức mà không yêu cầu phía Nhật Bản đóng góp. Bộ Quốc phòng Nga thông báo không quân nước này đang tiến hành tập trận chiến thuật trên biển Baltic. Mục đích của cuộc tập trận là kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Các máy bay Su-27 của hạm đội Baltic đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào tên lửa hành trình và máy bay của kẻ thù giả định. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là ngoài hoạt động huấn luyện nâng cao kỹ năng, thì các phi đội máy bay chiến đấu trên đang làm nhiệm vụ bảo vệ suốt ngày đêm không phận của lãnh thổ Kaliningrad.
các vụ va chạm giữa máy bay chiến đấu của Nga và các nước NATO trên biển Đen và biển Baltic gia tăng mạnh trong những tháng gần đây trong bối cảnh gia tăng căng thẳng liên quan xung đột tại Ukraine. Quân đội Honduras bắt đầu tiếp quản toàn bộ hệ thống nhà tù tại nước này sau vụ bạo loạn trong một cơ sở giam giữ hồi tuần trước khiến 41 người thiệt mạng. Trong ngày đầu triển khai chiến dịch, thì quân đội đã tiếp quản nhà tù Tamara và Lavrova, hai cơ sở giam giữ được xem là đặc biệt nguy hiểm và luôn trong tình trạng quá tải. Hiện nhà tù Tamara đang giam giữ 4.200 phạm nhân, trong khi công suất thiết kế chỉ là 2.500 tù nhân. Và cũng tại nhà tù Tamara, quân đội đã thu giữ nhiều súng ngắn, súng máy, đạn và lựu đạn. Cơ sở giam giữ này cho là do băng đảng Barrio 18 cách tuyến kiểm soát. Bộ trưởng Quốc phòng Honduras nêu rõ nhiệm vụ của quân đội nước này là triệt phá các tổ chức tội phạm hoạt động bên trong nhà tù, cũng như là tìm ra các đối tượng giật dây từ bên ngoài.